sáng 10 tháng 5 năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến dự sinh hoạt tại chi bộ ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, lãnh đạo huyện ủy Chợ Lách. Chi bộ ấp Phú Hiệp có 33 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên sinh hoạt thường xuyên, có một đảng viên dự bị, 5 đảng viên được miễn sinh hoạt và 5 đảng viên đang làm ăn xa. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và địa phương, kể các mẫu chuyện về bác Hồ, ca ngợi đức tính giản dị, cần kiệm của bác, để từ đó cán bộ, đảng viên, học tập và noi theo, tạo lối sống đẹp trong đời sống và tư tưởng, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 5 và dự thảo nghị quyết chi bộ tháng 6 năm 2023. Chi bộ đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết và dự thảo định hướng trong tháng tới, những nội dung trong công tác xây dựng đảng, chính trị, tư tưởng, sự cần thiết của việc duy trì, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vai trò lãnh đạo điều hành của chi quỹ, chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Công tác phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, những thuận lợi khó khăn sau khi tổ liên kết sầu riêng được thành lập, vấn đề sử dụng mạng xã hội để phòng chống tội phạm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý, chi bộ cần cụ thể hóa nghị quyết, sát với công việc thực tiễn hàng ngày, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có lập trường tư tưởng vững vàng, quan tâm kết nạp đảng viên mới, đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh và bền vững, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, định hướng cho người dân tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa sớm tốt đẹp để phát triển quê hương. Dịp này, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã gửi tặng chi bộ áp phú hiệp và đảng ủy xã vĩnh bình mỗi nơi hai quyển sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng nội dung về kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch dưỡng mạnh và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tham quan nhiều mô hình trồng cây trái hoa kiển trong xã